Julie và Ngọc Triều xin thân ái kính chào quý khán giả Hân Việt TV. Đây là bản tin buổi chiều của chúng tôi, chiều ngày thứ ba trong tuần. Chào Julie. Tái ngộ cùng khán giả Hân Việt TV, tái ngộ anh Triều. How are you? Cảm ơn Julie. Được Julie hỏi thăm là một điều mừng rỡ trong ngày. Tại vì đồng nghiệp gặp nhau mà chẳng thể nói năng chi, nó mới là cái điều buồn. Nhiều khi gặp nhau hàng ngày cái quên mất chào. Chúng tôi thì hơi bé nhỏ mà đi ngang bàn làm việc của chú Ly. Chú Ly bảo, ủa Phú lúc nào vậy? Làm như người vô hình. Bây giờ thì chúng ta bước vào tháng 9 rồi. Mùa thu đến. Mấy hôm nay thì thời tiết của miền Nam California thì có những ngày nóng. Hôm qua với hôm nay thì trời ui ui, sáng thì có những giọt mưa nhẹ. Không biết là chúng ta còn bao nhiêu ngày nóng nữa trước khi thật sự bước vào mùa thu. Năm nào cũng vậy, trước khi bước vào mùa thu là phải một trận nóng anh chịu. Sáng nay có một cơn mưa phùn nhẹ nhẹ. Mát đủ ghê. Làm ướt xe ai. Đủ làm dơ xe à, làm chịu ướt à? Xe ai thôi. Và một cái điều chúng tôi được người nhà hỏi, ủa sao hôm nay lại tin tức Alvin Vandal nói là tai nạn nhiều. Kính thưa quý vị khán giả, theo thống kê của các cơ quan AAA cho biết, cái cơn mưa đầu mùa chính là cái sự nguy rất là nguy hiểm. Mà nếu mà mưa lớn hẳn á, thì hoàn toàn không ít có vấn đề. Bởi mưa lớn làm cho người ta giảm tốc độ. Người ta lái xe mà cái những cái nhớt mà dính lại trên đường, lái xe mình đi mình vương vãi vô. Thế nhưng mà cái mưa nhỏ nó lại là cái độ trơn trượt rất là lớn. Mà bởi vì mưa nhỏ thì chúng ta không giảm tốc độ. Thế nên lúc đạp thắng mới thấy là bánh xe mình nó không có bám đường. Và thế là tai nạn xảy ra. Hàng năm thì những cơn mưa đầu mùa thường là có nhiều tai nạn, nhưng mà người ta vẫn quên mất là giảm tốc độ, và cơn mưa đầu mùa thì đường nó trơn trượt. Nên quý vị hôm nay nhớ lái xe cẩn thận, hay ngày mai, hay những ngày mà có những cơn mưa thì lúc nào lái xe chậm mà an toàn vẫn là tốt. Còn nói như ai đó thì nói là cơn mưa làm cho người ta dễ làm thơ. Thôi thì lái xe cẩn thận, bớt làm thơ đi, về nhà hàng làm. Kính thưa quý vị khán giả, tin tức khắp nơi vẫn đến với chúng ta. Và phần tin đầu tiên ngày hôm nay đó là phần tin của Hoa Kỳ. Mở đầu với Julie. Hoa Kỳ hoàn tất rút quân khỏi Afghanistan sau 20 năm chiến tranh. Hoa Kỳ đã hoàn tất rút quân khỏi Afghanistan hôm thứ Hai, kết thúc 20 năm chiến tranh, mà kết quả cuối cùng là phiến quân Taliban trở lại nắm quyền. Bị buộc vào cuộc rút lui vội vã và bẻ mặt, Hoa Thịnh Đốn và các đồng minh NATO tiến hành cuộc di tản khổng lồ nhưng hỗn loạn trong hai tuần qua, nhưng vẫn còn để lại hàng chục ngàn người Afghanistan từng hỗ trợ các nước Tây Phương do đủ điều kiện di tản. Tiếng súng mừng chiến thắng vang lên ở Kabul sau khi Hoa Kỳ hoàn thành rút quân, kết thúc cuộc chiến dài nhất của Hoa Kỳ. Phát ngôn viên Kari Joseph của Taliban nói rằng binh lính Hoa Kỳ cuối cùng đã rời khỏi phi trường Kabul và Afghanistan giành độc lập hoàn toàn. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken ước tính hơn 100 người Hoa Kỳ muốn rời khỏi Afghanistan nhưng không thể lên các chuyến bay cuối cùng. Tổng thống Joe Biden binh vực quyết định giữ nguyên thời hạn cháu rút quân, mặc dù không phải tất cả mọi người đều có thể rời khỏi Afghanistan. Ông cho hay thế giới sẽ buộc Taliban phải thực hiện cam kết bảo đảm an toàn cho những người muốn rời khỏi Afghanistan. Ông Biden nói rằng 20 năm hiện diện quân sự của Hoa Kỳ ở Afghanistan đã kết thúc. Ông cũng cảm ơn quân đội Hoa Kỳ đã thực hiện cuộc di tản đầy nguy hiểm. Tổng thống bị chỉ trích mạnh mẽ từ phía Cộng hòa và một số đồng nghiệp dân chủ vì cách ông ứng phó tình hình ở Afghanistan kể từ khi Taliban chiếm giữ Kabul sau cuộc tiến quân chớp nhoáng. Thượng nghị sĩ Ben Sasse thuộc Ủy ban Tình báo Thượng viện gọi cuộc rút quân là sự nhục nhã quốc gia, là kết quả trực tiếp của sự hèn nhát và kém cỏi của Tổng thống Biden. Nhưng Thượng nghị sĩ Dân chủ Sheldon Whitehouse hoan nghênh các nhà ngoại giao, quân đội và cơ quan tình báo Hoa Kỳ. Di tản 120.000 người trong tình hình nguy hiểm và hỗn loạn là việc không ai khác có thể thực hiện. Cơn bão Ida gây thiệt hại nặng nề khắp Louisiana. Bão Ida là một trong những trận bão mạnh nhất từng đổ bộ vào vùng Gulf Coast, làm mất điện của hơn 1 triệu gia đình ở tại Louisiana vào hôm thứ Hai, trong khi cơ quan hữu trách thực hiện các cuộc cứu nạn tại những cộng đồng bị ngập lụt ở tại New Orleans. Khi trận bão suy yếu di chuyển theo hướng Bắc, cơn bão Ida đã mạnh tới cấp 4 khi đổ bộ vào hôm Chủ nhật, 16 năm sau cơn bão Katrina.
gợi nhớ đến ký ức thảm họa đã làm cho hơn 1.800 người bị thiệt mạng vào năm 2005 và đã tàn phá New Orleans. Chiều tối ngày thứ hai sau khi mà trút cơn mưa lớn xuống Louisiana và làm cho ít nhất 2 người bị thiệt mạng, thì bão Ida đã suy yếu trở thành áp thấp nhiệt đới khi mà tâm bão đi ngang qua Mississippi. Thống đốc của Louisiana là John Bell Edwards dự báo số tử vong trong tiểu bang sẽ còn tăng lên. Và trong cuộc họp báo thì thị trưởng của New Orleans là Latoya Kendrell cho biết may mắn là chúng ta không gặp lại cảnh Katrina một lần nữa, nhưng ảnh hưởng thì cực kỳ lớn. Giới chức của thành phố cam kết sẽ đến từng dãy nhà để mà đánh giá thiệt hại và hỗ trợ cho những người bị ảnh hưởng và tìm cách trấn an thành phố mà đa số là người da đen vốn đã cảm thấy bị bỏ rơi sau cơn bão Katrina. Tổng thống Joe Biden tuyên bố thảm họa ở tiểu bang và cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang FEMA đã gửi 3.600 nhân viên cùng 3.4 triệu bữa ăn đến khu vực bị trận bão tàn phá. Vệ binh quốc gia đã điều động hàng trăm ngàn binh lính và những loại xe có thể lưu thông trên đường ngập nước, những chiếc xuồng và 34 trực thăng để mà cứu những người bị mắc kẹt vì lũ lụt. Bình quân số nhập viện vì COVID-19 hàng ngày vượt qua 100.000 trường hợp. Bình quân hàng ngày số bệnh nhân vào nhà thương vì COVID-19 ở Hoa Kỳ hiện nay là hơn 100.000 ca trong tuần qua. Con số này cao hơn những đợt bùng phát trước đây, ngoại trừ mùa đông năm ngoái, trước khi đa số người dân Hoa Kỳ đủ điều kiện chích ngừa. Làn sóng bệnh nhân tăng thêm áp lực cho các bệnh viện và làm nhân viên y tế mệt nhoài. Khi số tử vong tăng lên bình quân hơn 1.000 người một ngày lần đầu tiên kể từ tháng 3. Bình quân 7 ngày số bệnh nhân vào nhà thương đạt đỉnh hồi giữa tháng 1 với gần 140.000 người. Số vào nhà thương trên toàn quốc tăng gần 500% trong 2 tháng qua, đặc biệt tại các tiểu bang miền Nam nơi hết sạch giường chăm sóc đặc biệt ICU do tỷ lệ chích ngừa thấp và làn sóng phản đối các biện pháp y tế công cộng như quy định mang khẩu trang. Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh cho biết ở Florida 16.457 người vào nhà thương, cao nhất Hoa Kỳ, theo sau là tiểu bang Texas. Trong tháng này, nhiều bệnh viện hết giường ICU hoặc sử dụng trên 95% giường ICU. Alabama là một trong những tiểu bang đầu tiên hết giường ICU do cuộc khủng hoảng tập trung ở miền Nam. Do số lây nhiễm và vào nhà thương tăng cao, Trung tâm Y tế Đại học Tennessee ở Knoxville phải đề nghị hỗ trợ từ vệ binh quốc gia. Bác sĩ Shannon Bird, chuyên gia ngành hô hấp ở Knoxville cho hay bà chưa bao giờ thấy tình trạng như thế này. Các bệnh viện địa phương hết công suất và đại đa số bệnh nhân ICU trong khu vực là người chưa chích ngừa. Cũng như các đợt bùng phát trước đây, bệnh viện buộc phải mở thêm giường ICU giả chiến. Những cộng đồng bị ảnh hưởng nặng ở Oregon và nhiều nơi khác đề nghị nhà xác lưu động để bảo quản thi thể. Bộ Giáo dục điều tra về lệnh cấm bắt buộc mang khẩu trang tại trường học ở 5 tiểu bang. Bộ Giáo dục của Hoa Kỳ mở cuộc điều tra dân quyền để mà xác định là liệu 5 tiểu bang cấm trường học ban hành quy định bắt buộc mang khẩu trang là có phân biệt đối xử với học sinh khuyết tật hay không. Và Bộ Giáo dục sẽ điều tra Iowa, Oklahoma, South Carolina, Tennessee và Utah. Tất cả đều là các tiểu bang mà Đảng Cộng Hòa đang nắm quyền. Bộ lo ngại lệnh cấm bắt buộc mang khẩu trang của các tiểu bang này có thể làm cho học sinh khuyết tật hoặc có sẵn những bệnh lý khác dễ lây nhiễm COVID-19 và cản trở cơ hội học tập tại trường của các em. Bộ trưởng Giáo dục là Miguel Cardona cho biết hoàn toàn không thể chấp nhận được khi lãnh đạo các tiểu bang đã đặt chính trị lên trên sức khỏe và giáo dục của các học sinh. Bộ Giáo dục sẽ đấu tranh để mà bảo vệ quyền của các học sinh được học tập một cách trực tiếp và an toàn, và quyền của các nhà giáo dục địa phương thực hiện những quy định cho phép toàn thể học sinh trở lại lớp học trực tiếp trong mùa thu này. Khi hàng triệu học sinh trường công trở lại trường học, các học khu và các cơ quan giáo dục tiểu bang đã vật lộn với quy định mang khẩu trang và chích ngừa, đặc biệt ở miền Nam, nơi mà virus đang lan rộng. Sau thông báo điều tra, thì Thống đốc Iowa là Kim Reno đã cáo buộc chính quyền của Tổng thống Joe Biden chơi trò chính trị. Và bà cho biết rằng bà tin tưởng người dân Iowa đưa ra những quyết định y tế tốt nhất cho bản thân họ và gia đình họ.
Cơ quan lập pháp dân cử Iowa tán thành quan điểm đó khi họ thông qua một luật ủng hộ quyền của phụ huynh quyết định những gì tốt nhất cho chính con cái của họ. Florida, Texas, Arkansas và Arizona là 4 tiểu bang Cộng hòa khác cấm bắt buộc mang khẩu trang tại trường học. Bộ Giáo dục bỏ những tiểu bang này ra khỏi cuộc điều tra vì lệnh của tòa án hay những hành động khác đã chặn thi hành lệnh cấm. Goldman Sachs ước tính 3.5 triệu gia đình có thể mất nhà ở vì không còn lệnh tạm thời cấm trục xuất người thuê nhà. Do tối cao pháp viện bác các bảo vệ ngăn trục xuất đối với đa số người thuê nhà, khoảng 3.5 triệu gia đình có nguy cơ mất nhà ở, trong đó có hàng trăm ngàn người thuê nhà chỉ riêng trong năm nay. Các nhà phân tích của Goldman Sachs hôm thứ Hai cho biết nguyên nhân là do khoản hỗ trợ thuê nhà của liên bang chậm đến cho người thuê nhà, với chỉ 10% quỹ hỗ trợ hiện có được phân bổ tính đến cuối tháng 7. Một yếu tố khác là nhiều người thuê nhà chưa trả tiền thuê nhà là những người ở các thành phố lớn với thị trường nhà ở khan hiếm, khiến họ dễ bị trục xuất hơn. Các nhà nghiên cứu của Goldman Sachs sử dụng số liệu từ Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ và các tổ chức của chủ nhà để ước tính từ 2.5 triệu đến 3.5 triệu gia đình chưa trả tiền thuê nhà. Khoảng 2 triệu gia đình trong số này sinh sống trong nhà của các chủ nhà nhỏ, trong khi người thuê nhà ở vài tiểu bang lớn như California, Illinois và New York hiện được bảo vệ khỏi bị trục xuất theo luật tiểu bang. Khoảng 90% người thuê nhà trên toàn quốc sẽ mất đi sự bảo vệ này trước đầu quý tư. Chậm phân bổ hỗ trợ thuê nhà liên bang sẽ làm tăng thêm 1 triệu đến 2 triệu gia đình một khi sự bảo vệ của tiểu bang kết thúc. Điều này có nghĩa là 750.000 gia đình có thể bị trục xuất cuối năm nay theo quy định hiện hành. Trục xuất cũng dẫn đến 20.000 người mất việc làm. Những ước tính khác cho thấy tác động lớn hơn nhiều sau khi tối cao pháp viện chặn lệnh cấm trục xuất. National Equity Atlas, một dự án của Right to the City và Đại học Southern California ước tính hiện 6 triệu gia đình chưa trả tiền thuê nhà tính đến đầu tháng 8. California không xem xét quy định bắt buộc chích ngừa COVID-19 trong năm nay. Các nhà lập pháp của California sẽ không xem xét quy định bắt buộc chích ngừa COVID-19 trong năm nay, mặc dù có thể xem xét lại khi cơ quan lập pháp tái nhóm họp vào tháng 1 tới. Với phiên lập pháp còn lại chưa đến 2 tuần, thì dân biểu Buffy Wicks của Oakland vào hôm thứ Hai cho biết là bà sẽ không theo đuổi dự luật để mà đưa ra quy định chích ngừa hoặc là xét nghiệm đối với mỗi công nhân ở tại California, hay bắt buộc phải trình bằng chứng đã chích ngừa để được vào quán bar, nhà hàng hay điểm giải trí. Điều khoản về nơi làm việc gần hoàn thành sau nhiều tuần thương thảo với các tổ chức doanh nghiệp và nghiệp đoàn, nhưng không còn đủ thời gian để mà đưa ra chi tiết như là ai sẽ trả tiền xét nghiệm cho nhân viên chưa chích ngừa. Bà Wicks cho hay là bà sẽ tiếp tục bàn bạc vấn đề này trong những tháng tới và giới thiệu quy định kiểm chứng chích ngừa trong năm tới. Tuy nhiên thì chi tiết như thế nào sẽ tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh ở tại California, cách mà chính quyền địa phương và khu vực tư nhân phản hồi. Bản thảo đề nghị bị rò rỉ vào tuần trước nhưng chưa chính thức được giới thiệu tại các cơ quan lập pháp. Nó bắt buộc toàn bộ nhân viên ở tại California, những người đủ điều kiện chích ngừa COVID-19 là phải trình bằng chứng chích ngừa với chủ lao động của họ hoặc là phải xét nghiệm hàng tuần để mà bảo đảm âm tính. Điều luật cũng bắt buộc khách hàng trình bằng chứng chích ngừa để được vào quán bar, nhà hàng, phòng tập thể dục, khách sạn, spa, nhà hát, sân vận động và những điểm giải trí khác. Bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin Hoa Kỳ của Hình Việt TV chiều nay. Và sau phần thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong phần tin quốc tế.